Kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn, em tên là Nguyễn Đoàn Minh Tuyết, đại diện gia chi đội 77. Hôm nay em xin kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bút danh, bí danh khác. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước anh dũng, chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Thời niên thiếu và thanh niên của người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm đã có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào, để rồi người đã đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Ấy thế nhưng đâu chỉ góp công bảo vệ, gây dựng non sông, đất nước. Người còn để lại cho dân tộc Việt Nam ngày nay vô vàn những bài học quý giá về đạo đức hay, những nét hay, nét đẹp trong cách sống. Và chúng ta có thể nhận thấy được một phần nào đó qua một mẫu chuyện về vị cha già kính yêu. Nước nóng, nước lạnh. Câu chuyện như sau. Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng, đôi khi còn bợp tai chiến sĩ. Đồng chí này đã từng là giao thông bảo vệ bác đi ra nước ngoài trước cách mạng tháng 8. Được tin nhân dân dư luận về đồng chí này, một hôm bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp khu ATK là dù có đến sớm thì cũng để sửa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp bác. Trời mùa hè, nắng chàng chàng, đi bộ đúng ngọ, đồng chí trung đoàn vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, bác đã chờ sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi ý chứng như vừa mới rót từ phích ra, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước mát lạnh. Sau khi chào hỏi xong, bác chỉ vào cốc nước nóng, nói: "Chú uống đi." Đồng chí cán bộ kêu lên: "Trời, nắng thế này bác lại cho nước nóng, sao cháu uống được ạ?" Bác mỉm cười: "À, ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, nước mát không?" "Dạ có ạ." Lúc này bác nghiêm nét mặt và nói: "Nước nóng cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi đều không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm, cũng như cốc nước nguội, dễ uống, dễ tiếp thu hơn." Hiểu ý bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi và xin hứa sẽ sửa chữa. Thật vậy, qua câu chuyện chúng ta thấy rằng cách ứng xử của bác đầy sự tài trí và tuyệt vời, làm cho anh lính trẻ vỡ òa ra mọi việc và rồi nghĩ lại về cách ứng xử của mình. Đây, bác ý muốn khuyên với anh lính rằng khi giận dữ rất dễ mất kiểm soát bản thân. Khi giận lên có thể làm nhiều việc mà không ngờ được đến hậu quả của nó, để dễ dàng đưa ra một quyết định sai lầm hoặc nói ra những điều không nên chỉ để thỏa mãn cơn giận. Vì vậy, mọi người, nhất là học sinh, hãy cùng làm theo lời bác dạy. Đừng nên hành động khi đang giận dữ, đừng vì cả giận mà mất khuôn. Rõ ràng đó, người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm, liêm chính, khiêm tốn, giản dị. Người là tấm gương sáng cho thế hệ mai này noi theo.